bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta mong muốn chuyện này nhưng Chúa lại cho chuyện khác xảy ra. Có lúc chúng ta không hài lòng và khó chịu, nhưng Chúa luôn có kế hoạch tốt hơn cho chúng ta. Và những điều Ngài cho phép xảy ra đều tốt hơn bội phần so với những gì chúng ta mong ước. Việc của chúng ta là tin cậy và chờ đợi công việc quyền năng của Ngài. Hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Jean Macklin qua chủ đề "Đây không phải là điều tôi muốn". Nếu bạn đã từng nằm viện, bạn sẽ hiểu cảm giác nhàm chán vào những ngày sắp được xuất viện. Suốt cả ngày, bạn chỉ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tường hoặc cố tìm chương trình truyền hình gì đó để xem. Khi ấy, những bữa ăn bỗng nhiên trở thành nhân vật chính trong cả một ngày dài. Tôi đã từng trải chuyện này, và ngày nào tôi cũng chỉ hào hứng mong chờ bữa sáng của mình. Khi người ta đem đĩa thức ăn tới, tôi ngửi thấy mùi thơm nồng của cà phê và háo hức chờ đợi món ăn mình đang mong ngóng. Nhưng khi mở nắp đĩa thức ăn ra, tôi thấy thất vọng tràn trề. Trên đĩa chỉ có bánh mì nướng, hai quả trứng luộc, còn chỗ dành riêng cho xúc xích thì hoàn toàn trống trơn. Không có xúc xích ư? Chuyện này cần phải xem lại rồi. Tôi gọi báo cho y tá rằng bữa ăn của tôi thiếu xúc xích mất rồi và mong cô ấy nhanh chóng xử lý việc này. Tôi kiên nhẫn ăn bánh mì nướng và nhấm nháp cà phê, còn trứng thì để dành ăn với xúc xích sau. Vài phút sau, có tiếng ai đó gõ cửa. Tôi nghĩ, đồ ăn đến rồi. Tôi hào hứng và mời vị khách vào phòng của mình. Khi cánh cửa mở ra, y tá của tôi bước vào với một xe đẩy chất đầy kim tiêm, hồ sơ và dụng cụ y tế. Không kịp kiềm chế bản thân, tôi buộc miệng thốt lên để bộc lộ nỗi thất vọng của mình. Cô không mang xúc xích đến à? Cô y tá trả lời với vẻ mặt bối rối chưa từng thấy. Không, tôi không mang xúc xích đến, nhưng tôi có mang túi thuốc kháng sinh khác cho cô. Rồi chúng tôi phì cười sảng khoái với nhau. Cô ấy đã mang lại điều thực sự tốt hơn cho sức khỏe của tôi. Điều này làm tôi nhớ đến một người bị què từ lúc mới sinh ra trong Kinh Thánh. Anh ấy xin sứ đồ Phi-e-rơ giúp đỡ, nhưng Phi-e-rơ nói với anh: "Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi." Công vụ các sứ đồ, chương 3, câu 6. Và anh ấy đã làm được. Người đàn ông què ốm yếu ấy đã nhận được nhiều hơn những gì anh ta mong đợi. Anh vốn chỉ mong mình được cho ít tiền để sinh sống. Anh không bao giờ ngờ rằng mình sẽ được chữa lành nhân danh Chúa Giêsu. Có thể bạn hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra, hoặc một người nào đó sẽ bước vào cuộc đời bạn để đáp ứng những nhu cầu, mong muốn của bạn. Nhưng thử nghĩ mà xem, sẽ ra sao nếu Chúa có một điều tốt hơn? Tốt hơn bội phần so với mong ước lớn nhất của bạn. Điều đó có thể xảy ra với bạn giống như đã xảy ra với người què trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những điều tốt đẹp hơn, Đức Chúa Trời của sự sung mãn và dư dật. Đức Chúa Giêsu phán: "Còn ta đã đến để chiên được sự sống và được sự sống sung mãn." Giăng chương 10 câu thứ 10. Sự sống sung mãn là lời hứa Chúa dành cho bạn. Quay lại câu chuyện của tôi, cảm ơn Chúa là sau đó bộ phận nhà bếp đã mang đến cho tôi món thịt xông khói, còn tốt hơn nhiều so với món xúc xích mà tôi mong đợi. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cha yêu dấu ơi, con cảm ơn Ngài vì sự sống sung mãn mà Ngài đã hứa ban cho con. Con hiểu rằng những điều đến từ Ngài luôn diệu kỳ hơn gấp bội phần so với những gì con mong muốn. Xin Chúa giúp con luôn vững tin và chờ đợi công việc quyền năng Ngài làm trên đời sống mình. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, đừng từ bỏ mong ước của bạn, nhưng hãy mở lòng đón nhận phiên bản mong ước tốt hơn của Chúa. Hãy tin cậy, hãy giữ chặt lấy, hãy mở lòng và để Chúa làm bạn kinh ngạc trước những mong ước tuyệt vời Ngài dành riêng cho bạn. Ngài sẽ nâng đỡ và ban cho bạn ơn phước không thể đo lường được. Trời.
dội một cơn mưa phước lành, lời vang từ lòng yêu hứa ban, dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh, do Giêsu tuôn tràn lai lăng. Ơi mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang mong chờ mưa ấy. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài dội chân mưa lớn đây. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, đượm nhuôn lòng này do phước thiêng, tràn trề từ chúng chảy quanh đồi xanh. Dội một cơn mưa phước lành, nhiệt thành cầu Ngài mau đổ mưa, làm lòng đầy phước mát mẻ đẹp xanh, bớt mưa trôi như lời tuyên hứa. Ơi mưa phước ơn rồi, chúng dội một cơn mưa phước lành, vào lòng nào ngày đêm tin chung, gọi nhuôn nguồn phước mát mẻ hồn linh, luôn kêu xin cha đừng nao núng. Ơi mưa phước ơn rồi, chúng thank you.
Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. Thật phước hạnh và thỏa lòng biết bao khi con cái Chúa bắt đầu một ngày mới bằng việc lắng nghe tiếng Chúa qua lời Kinh Thánh và nhận biết ý muốn Ngài qua sự dẫn dắt của Thánh Linh. Quanh Quay Radio vui mừng khi được là người bạn đồng hành cùng quý thính giả mỗi ngày trong giờ quý báu này. Cảm tạ Chúa về những phản hồi mà quý thính giả đã gửi về cho chúng tôi, những bình luận, những lời cầu nguyện hay những lượt chia sẻ của quý vị cho bạn bè, người thân là điều khích lệ rất lớn dành cho ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện hàng ngày. Để tiếp cận được cùng một lượng lớn thân hữu, Hội Thánh đầu tiên phải miệt mài trong suốt nhiều thập kỷ, trong khi nhiều chương trình mục vụ thực hiện ngày nay chỉ cần một giờ phát sóng trực tiếp. Đây là bình luận của một con cái Chúa gửi về cho chương trình. Thật vậy, Quanh Quay tin rằng với thời đại công nghệ 4.0, mỗi chúng ta không chỉ được học lời Chúa mà còn có thể góp phần chia sẻ phúc âm của Chúa cho nhiều người thông qua phương tiện truyền thông. Quanh Quay Radio ao ước quý thính giả tiếp tục đồng hành cùng chương trình Tỉnh Nguyện hàng ngày, nhờ ơn lành và sức mới Chúa ban để lớn lên trong sự nhận biết Ngài và cùng rao ra tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ chia sẻ@quanhquay.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.